Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Thánh cả Giuse là đấng phù hộ mạnh thế trước tòa Thiên Chúa, là Cha nhân hiền của chúng con quả thật biết xiết bao khi nghe Thánh Teresa, người con hiếu bảo trung thành của Cha, quả quyết không hề bao giờ thánh cầu Cha mà vô hiệu. Vì vậy ngày hôm nay chúng con hết lòng cậy chặt đến cùng Cha, xin Cha cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa Giêsu là đấng xưa Cha đã nhiệt thành bảo hộ, đấng đã chẳng hề cạn kính và vâng lời Cha như một người con hiếu thảo. Amen. Cũng cần phấn khích đức tin giáo hội trong cơn bắt bớ bằng niềm tin chắc chắn. Bởi thế về địa vị thánh Giuse, Chúa văn phòng còn muốn để lu mờ cho các tín bật và in sâu trước đã. Tuy nhiên có nhiều giáo phụ thời đó như thánh Gioan Kim Tẩu, Jeronimo, Augustino đã nhiệt liệt ca ngợi quyền cao chức trọng thánh Giuse trong bài giảng và văn phẩm của các ngài. Tại Việt Nam, giáo hội Việt Nam sinh sau lệ mùa, nhưng được nhận biết và tôn kính thánh Giuse ngay từ đầu. Đa số giáo phế được phân mạch ngay từ đầu.
linh mục đáp lời, thuật lại sự tích như sau. Ngày 12 tháng 3 năm 1627, thánh lễ Pedro Oliva. Tôi và thầy Antonio Pasqua xuống tàu tàn áo môn dẫn xét đặt ngoài. Chúng tôi được nhận một cuộc thư cáo tới chiều ngày thứ bảy.
Kinh mừng Maria để ơn phước đức Chúa Trời ở cùng loài và có phúc là hơn mọi người đứng vậy Giêsu ta lòng và cùng phúc là ban. Thành đầy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Thánh cả Giêsu từ chúng con
hơn nhiều. Chúng con được lòng chân thầy. Cha không bỏ qua điều gì giúp khi cho những người sầu khổ kêu cầu cha. Chúng con sắp về dưới chân cha. Tha thiết ngài xin cha đoái thương để nhìn tha ta khóc mắt của chúng con. Xin cha lấy tình thương nhã chuẩn che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Xin chào.